Vào năm 2004, gia đình ông Ca Đông thuộc diện được cấp đất ở theo quyết định 132 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đến thực địa nhận đất, thì phát hiện diện tích đất này đã được cấp cho người khác. Sau khi chúng tôi như vậy là nhận đất, chúng tôi vẫn cắm cọc. Lúc đấy thì bên có người có chủ đất đấy là cấm không cho làm. Nhiều lần chúng tôi đã nhiều làm đơn, đến 2018 đến giờ là không chịu biết được. Tương tự, gia đình ông Ca Pem cũng được cấp đất ở theo quyết định 132, nhưng 18 năm nay vẫn chưa nhận được đất. Điều đáng nói, gia đình ông hiện có đến 3 thế hệ cùng sống chung trong một nhà. Do khó khăn về kinh tế, đất đai ít, nên việc con cái có gia đình muốn tách hộ ra ở riêng rất khó khăn. Tôi được cấp sổ mà không có đất, mà trong nhà tôi là 3 thế hệ, mà đất chia cho con không có. 14 hộ làm kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, huyện Đắk Lông, để mà tạo điều kiện cho 14 hộ lại có đất ở đất sản xuất như đã hứa. Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2004, thời điểm này là Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Nông cũ đã thống nhất 14 hộ nói trên thuộc đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, điều trớ trêu là chính quyền địa phương lại cấp nhầm đất đã có chủ. Sau khi phát hiện ra, các bên liên quan cũng đã nhiều lần tiến hành đối thoại nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung để xử lý dứt điểm. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn đang rà soát để có phương án hỗ trợ phù hợp. Các hộ nào mà có tự bố trí đất rồi mà chưa dựng nhà, xây nhà thì chúng tôi sẽ hỗ trợ theo chương trình. Cái thứ hai, những hộ nào mà không tự bố trí được đất ở, đất sản xuất thì chúng tôi rà soát để chuyển sang cái chương trình hỗ trợ chuyển đổi nghề. Tại các buổi tiếp xúc với cơ quan có thẩm quyền, người dân đề xuất nhà nước bố trí đất thuộc tiểu khu 1670 để ổn định cuộc sống lâu dài. Tuy nhiên, khu vực này thuộc quy hoạch đất 3 loại rừng nên không thể chuyển đổi sang đất ở. Tháo gỡ điểm nghẽn này rất cần giải pháp đồng bộ từ các cấp có thẩm quyền ở tỉnh Đắk Nông để bà con được hưởng các quyền lợi chính đáng của mình.